hả? Ừ. Bà có thể nhắc những kỷ niệm ngày xưa không? Trời ơi, bà là nổi tiếng nhất nè, miệng hôi nè, đó, chân ghẻ nè, đó, mập lùn nè, rồi hay thích thằng Vinh, nhớ chưa? Bà yêu thằng Vinh nhất. Cô mày xạo, mày xạo. Quý vị đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười xa. Sau đây là phần quảng cáo bá đạo. Sẽ có một sản phẩm dành cho hai đội. Chúng ta sẽ suy nghĩ ra một cái câu chuyện mà nó không giống ai hết, nó không trùng lặp ai hết, và nó phải có một tính chất phi lý trong đó. Đây, xin mời. Cảm ơn anh. Đây, và xin mời. Khách mời đó. Cảm ơn bạn. Đây là một chai xịt khoáng. Hãy suy nghĩ kịch bản. Đây là một cái bịch bột giặt của chúng tôi đã sắp đặt trước. Hãy nghiên cứu hai kịch bản để đến với phần quảng cáo bá đạo. Thiệt tình. Tại sao? Tại sao lần nào mình cũng thất bại? Cái nghêu xào tỏi thôi mà làm không được. Nghêu xào tỏi. Nghêu món kỳ. Vậy thì làm sao mình trở thành siêu đầu bếp được đây? Ơi, trời ơi, tại sao tôi là một thằng thất bại như vậy ông trời ơi? Thằng nào cười. Tao là không được thằng nào cười. Là ta đây. Mất đi người yêu anh thì sao? Hey. Tại chi mặt đỏ ngầu. Lên tăng sông quá. Ở đâu ra đây mà mặc đồ kỳ vậy? Trời, nhìn ta vậy không biết ta là ai sao? Ông là ai? Ta chính là thiên thần. Thiên thần? Tập sự. Thiên thần hay bị tâm thần? Giỡn à. Thời này làm gì có thiên thần. Làm sao không có được. Thời này có ai mà mặc cánh đi ra đường giống ta như vậy không? Có ta. Vậy thì bây giờ nếu như ông là thiên thần, có ngon làm thử một phép thuật đi, tôi mới tin. Được. Hãy nhìn đây. Hãy nhìn bốn cái tượng đằng kia. Ta chỉ bất cứ một cái tượng nào, cái tượng nó sẽ té xuống. Chà. Hả? Ghê chưa? Trời đất ơi. Ghê. Cái lời ca thán của người á, ta động lòng trời. Thượng đế cử ta xuống đây. Ý như vậy tôi là người được chọn sao? Đúng vậy. Hả? Ngươi là người được chọn. Ngươi được hai lựa chọn. Một sống hai chết, ngươi chọn đi. Hey, đừng có mà sầu sạc nha. Bây giờ ông thì là ông giúp tôi hay không? Cho ngươi ba điều ước. Ba điều ước? Ước gì ước đi? Tôi ước tôi trở thành người giàu nhất thế giới, để khỏi nấu đầu bếp nữa. Điều ước không thể nào thành hiện thực. Tại sao? Thằng nào cũng ước như mày, cả thế giới thằng nào cũng giàu hết, thì thằng nào là người giàu nhất? Mày điên à? Thằng nào ước túi thì nó giàu nhất. Tào lao. Muốn giàu là phải lao động. Ước cái khác. Mất một điều. Hey, chưa được mà sao mất một điều? Mới nói rồi. Ước đi. Vậy thì bây giờ tôi ước tôi trở thành siêu đầu bếp. Siêu đầu bếp? Cái này mà nói không được đi nha. Phải rõ hơn nữa. Mày siêu đầu bếp mày phải nấu về một cái món nào? Hải sản. Vậy là ba điều ước đã xong rồi đó. Chưa xong rồi. Cái đầu là bỏ nè. Cái thứ hai là siêu đầu bếp. Cái thứ ba là về món hải sản. Là ba cái xong rồi. Kệ, mày có một cái nghề mày nấu hải sản ngon nhất thế giới thì mày sẽ giàu thôi. Hiểu không? Rồi, đồng ý. Vô làm đi. Ủa, ước là tưởng được liền chứ phải làm nữa không? Đâu có, mình phải làm phép chứ. Làm giờ đâu làm sao? Dễ lắm. Là sao? Được chưa? Được rồi đó, nấu đi, nấu ngon là được hả? Nấu ha. Yên tâm. Giờ làm cái gì chứ? Muốn làm cái gì nó cũng được, miễn sao ngon là được. Rồi, bây giờ đập trứng gà chứ. Đúng vậy. Muốn nấu hải sản phải đập trứng gà. Với phép thuật của ta, những cái trứng gà này sẽ là những trứng gà ngon. Ta biến hơi lố rồi. Không biến cái gì vậy? Tất cả đến em. Ai vậy? Đây chính là giám thị thiên thần. Giám thị thiên thần? Đúng vậy. Ta sai rồi. Hả? Tự nhiên bà xuất hiện ở đâu mà xịt áo ông đen thui là sao không hiểu. Mỗi lần ta làm một cái phép thuật nào đó sai thì giám thị thiên thần sẽ xuất hiện, đánh một dấu đen lên áo của ta. Nếu như cái áo này đen nhiều quá ta không thể lên thiên đàng được. Ta mãi mãi dưới đây, ta phải đi phượt với trần gian, lâu lắm mới về. Đáng đời, cũng đáng lắm. Vậy thì bây giờ cậu không mau giúp tôi trở thành siêu đầu bếp đi. Thật sự ra ta cũng nói thiệt với ngươi luôn, ta là thiên thần tập sự cho nên phép thuật của ta lúc có lúc không. Cái chuyện con gà này thì ta chỉ biến được thành từ cái trứng nở thành cái con thôi. Bây giờ ngươi chuyển qua làm về trái cây đi. Trái cây hả? Ta sẽ biến ngươi thành người pha chế trái cây giỏi nhất thế giới. Cũng được. Đúng. Đụng vô trái nào, trái đó ngon. Chúng ta cùng tiến. Hãy chọn một trái đi. Dưa hấu à? Dưa hấu. Dưa hấu sọc. Dưa được. Hấu. Ta sẽ biến cái sọc dưa này thành cái dưa hấu ngon nhất. Tôi bỏ nó ra vậy? Hả? Trời ơi, ông ăn hết cái dưa rồi. Ủa? Kỳ vậy? Tất cả nằm im. Giám thị đã xuất hiện rồi. Phải sao như bà điên vậy? Ông biến thằng cố vô, ông húp hết dưa rồi. Ôi xin lỗi. Ai sai rồi. Chết ta rồi. Chết rồi. Không còn cái nào khác. Bây giờ cứ còn trái nào khác không? Còn cái trái gì đâu ai biết. Những cái trái này làm sao mà ngon nhất được. Bây giờ phải kiếm một trái gì đó ngon thiệt ngon. Cái gì? Có thể ăn cắp. Ăn cắp bất cứ thứ gì cũng được. Ăn cắp cái gì mới được chứ. Qua bên kia ăn cắp một trái dưa về. Bự thiệt bự. Ta sẽ làm nó thành trái dưa ngon nhất thế giới. Phải không? Đi đi. Có gì ông chịu nha. Yên tâm. Được rồi. Tôi mới ăn cắp được một trái dưa nữa. Không ấy lần này ông cắt luôn đi. Dưa mặt trời à? Được. Để ta. Ê! Rút chốt. Dưa sẽ nổ. Ê! Sao đó nổ? Bị dụ rồi. Sao quá thôi. Phải lựu đạn đâu, tào lao quá. Cắt đi. Ê! Ê cha. Trời ơi. Có con dao nào khác không? Hết rồi. Trời ơi, có một con dao một buôn bán chỗ này chết người ta rồi. Sao ông cùi bắp vậy? Ông nói ông giúp tôi mà ông giúp cái gì tôi cũng thất bại hết trơn là sao? Tất cả lui ra. Chết ta rồi. Quay lưng lại đây. Chết. Trời ơi. Bà xịt vào cánh của ta rồi. Thịt phụ cho. Mày điên à? Cùi bắp quá. Giúp ngoài không được. Để cái gì vậy? Tôi đáng đời. Ngươi đã hết mạng. Game over. Vì giúp nhà ngươi mà bây giờ ta không thể nào lên thiên đàng được nữa rồi. Cái áo đen như vậy làm sao mà lên thiên đàng được. Người gác cổng ta không cho vô. Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy ta nói rồi. Vậy giờ chỉ cần cái áo này trắng là được phải không? Đúng vậy, chỉ cần cái áo này trắng lên thôi. Ta có thể làm, ta có thể lên thiên đàng được. Dễ ẹt. Đợi chút. Dễ ẹt cái gì nữa? Ngươi dùng cái gì? Có cách gì giúp ta vậy? Đây. Đây chính là một loại bột giặt đặc biệt. Hãy thử đi. Bột giặt à? Trắng như chưa bao giờ được trắng luôn. Mà cái này là phép thuật đó. Chẳng yên không? Tâm thì thử đi. Được. Nhưng mà phải xé nuốt nha. Được. ta sẽ vào trong kia ăn thử. Thấy chưa? Hay quá. Bây giờ cái áo của ta trắng tinh. Thả ra nữa kìa. Tại sao trắng dữ vậy? Bởi vì bột giặt may mắn đổi đen thành trắng. Thưa quý vị, bây giờ là Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc và Gred Phan. Họ sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm mà chúng tôi dự đoán là sản phẩm chưa từng có trên thế giới của loài người. Họ sẽ quảng cáo bá đạo ra sao? Chúng ta chờ xem tiểu phẩm ngay sau đây. Xin mời. Em ơi. Hả? Em biết anh hẹn em ra đây làm cái gì không? Không biết. Em không biết thiệt hả? Không biết. Xem ngờ nghệt ngốc nghếch quá vậy. Em còn trẻ mà, em có biết gì đâu. Ghét. Nè, thôi có gì nói đại đi nè. Tặng cho em một cành hồng. Chỉ có một cành hồng vậy thôi hả? Còn nữa, anh có cái chùm này nè. Cái gì vậy? Móc dữ. Cái chùm bông. Thôi em đeo hai tay. Em chưa đủ bông anh. Thôi để em biết mục đích của anh hẹn em ra đây làm cái gì rồi. Làm gì? Nhỏ này không có người. Muốn làm gì làm ấy. Muốn làm gì làm đi hả? Khán giả ngồi kìa. Bậy đây làm gì có ai đâu. Rồi nha, đếm 1, 2, 3 nha, làm nha. 1, 2, 3. Em làm vợ anh nha. À, anh muốn em làm vợ anh hả? Rồi, giỡn đúng không? Mới quen nhau có 6 tháng à, tiến đến hôn nhân sao được? Được sao không được em? Giờ mình chỉ cần đi lên đăng ký giấy kết hôn là được. Sao được? Em còn có tí xíu tuổi à, còn trinh trắng lắm. Muốn cái gì á thì phải qua nhà ba mẹ em, hỏi ba mẹ em chứ em không có quyền quyết định đâu á. Ủa nhưng mà anh thấy mình quen cũng đủ lâu rồi, với lại em cũng lớn rồi chứ đâu phải là. Thôi bây giờ mình đang đi chơi mà, mình đừng có bàn đến chuyện đó nữa, nha. Không có lấy chồng lấy vợ gì hết á. Thôi anh muốn dứt liền à. Anh không muốn chờ lâu nữa. Kỳ quá à. Mấy người ta thích rồi nói vậy không mà. Đó. Nhưng mà thôi em suy nghĩ là mấy cái chuyện này á mình cứ để từ từ đi. Chứ bây giờ rối quá em không có suy nghĩ được gì hết. Với lại á sao mà tự nhiên nóng mà khát nước nữa. Em khát nước đúng không? Ờ em muốn uống nước. Bây giờ để anh đi mua nước là bắt đầu tâm hồn em nó thoải mái rồi là đồng ý nha, Đi mua nước này. Ôi, giờ này đi cầu hôn. Cái gì mà cầu hôn giờ sao đây? Suy nghĩ cho kỹ. Lấy hay không lấy, lấy là chết, Làm sao đây? Trời ơi, giống con gì cổ tích dữ vậy? Rồi bà Tiên xuất hiện. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi niên thiếu còn đâu nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, từ một cô gái thanh xuân mơn mởn mà bây giờ đã trở thành một bà lão. Nhìn mấy nhỏ trẻ quế chi thiệt chứ. Nhỏ không đi học hả con gái? Dạ. Thấy người lớn nhường chỗ cho ngồi chứ có lý nào tao xích tới mày kéo cái ghế đi mày. Con xin lỗi bà, con tưởng bà trồng cây á, con chừa chỗ cho bà trồng. Dạ bà ơi, con đỡ bà ngồi xuống ha. Nhỏ dễ thương. Trời ơi con cháu đâu rồi sao để bà điên mình vậy? thì đâu có con cháu gì giờ nó lớn hết rồi ha không? Mạnh đứa nào nó có gia đình thôi. Trời đất ơi. Bà đi đâu đây tự nhiên đi con mình vậy nè? Đi dạo hả? Trời nắng đó, đi kiếm bóng râm cho mát. Nhưng mà bà ngồi ở đây rồi chút hồi bạn con ra ngồi ở đâu không biết nữa à. Nó đứng. Không lẽ nó dành chỗ với tao? Hay là bà ngồi đây á chút xíu thôi ha, mát rồi đó, giờ bà đi đi. Đi được rồi đó. Ê, cái ghế này ghế của công viên, không phải ghế của con nha con gái. Xin lỗi bà. Ê, sao nhỏ này nó nói chuyện làm tôi nhớ nhỏ bạn thân tôi quá ta. Con có con cháu gì với con Ninh Sương, con Ngọc không? Hả? Hồi đó đi học chung với nhau đó mà con nó vô duyên lắm, không biết bây giờ có chồng chưa. Nó có mở cái chị ba gì bên quận 9 ế quá, đóng cửa rồi. Trời ơi, tôi Ngọc nè, Ngọc của bà nè, bà không nhận ra hả? Ngọc đẹp nhất lớp, hát hay, diễn giỏi, luôn được bao người ngưỡng mộ. Không ngờ cái máu khùng của nhỏ bạn tôi nó còn truyền tới đời con nó sao ta. Con là con của Ngọc bạn bác phải không? Nhìn là tôi nói thấy nghi rồi, nó giống y chang má nó mà. Giống đồng giống, đã nói là tôi mà cái bà này kỳ cục ghê, già rồi lú lẫn, nhìn không ra bạn của mình nữa. Cái gì? Bà là Ngọc hả? Ừ. Bà có thể nhắc những kỷ niệm ngày xưa không? Trời ơi, bà là nổi tiếng nhất nè, miệng hôi nè đó, chân ghẻ nè đó, mập lùn nè, rồi hay thích thằng Vinh, nhớ chưa? Bà yêu thằng Vinh nhất. Cô mày xạo, nó nói say bét hết trơn mà nó nhận nó làm bạn tôi ai mà tin. Ngày xưa tôi đẹp nhất trường. Ừ. Anh Vinh là anh mê mẩn, anh theo đuổi tôi. Rồi mà tôi không có chịu. Đó, nhận ra nhau chưa? Hả? Ngọc. Nay nhiêu tuổi rồi Ngọc? Thì đã nói là cùng lớp mà. Thì cũng nay tôi sáu mấy rồi, sao mà Ngọc ăn cái gì mà Ngọc trẻ hoài vậy Ngọc? Ngọc chỉ tôi với, Ngọc ơi, làm sao mà 60 mấy tuổi mà trẻ dữ vậy nè? Nói gì mà to quá vậy? Bà biết làm sao không? Làm sao mà tôi giữ được cái nét thanh xuân này mãi? Làm sao hay vậy? Một bí quyết duy nhất thôi. Chỉ tôi với, chỉ cho tôi với. Chai nước xịt khoáng. Cái gì vậy? Gì vậy trời? Gì vậy? Tôi trẻ chưa? Nè nhìn vô đi. Có cái gương đây nè, nhìn coi mặt trẻ không? Ủa sao nó vẫn vậy vậy? Bà là ca là không bao giờ chữa được nữa rồi. Ủa sao xài có hết một thùng cũng không được gì hết á. Sao kỳ vậy? Kiểu là người ta á. Ngọc, sao nói dối anh? Con bà hả? Đây là bà ngoại của em. Bà ngoại của em. Bà ngoại người yêu con đó, bà ngoại. Đâu có, tao mày bạn học mà. Năm nay cũng 60 mấy mày, 60 mấy mà. Anh Ngọc nghe hết rồi Ngọc. Nãy giờ anh đứng sau đó nè. Anh không ngờ em nói dối anh vậy luôn Ngọc. Thôi lỡ rồi, nói cho con nó biết đi. Thì xin lỗi. Thiệt ra là đúng á, tôi 60 mấy tuổi rồi mà tôi ham vui, thấy mấy người đẹp quá rồi kìm lòng không đặng, lỡ tiến tới rồi xong rồi tự nhiên mấy người cầu hôn tôi khó xử quá. Thôi không mấy thì lỡ biết sự thật rồi thì muốn sao thì tùy đây theo. Nói chung á là tôi tức ở đây là tại sao Ngọc nói với tôi sớm. Trời ơi, sao dám nói ra sao quen. Tại vì thật sự là tôi cũng xài cái hàng giống Ngọc á. Trời xịt mấy. Trẻ chưa? hỏi người ta coi trẻ chưa. Tôi trẻ chưa. Ồ, về cô đô. Về cô đô rồi bà ơi. Ê, là đúng rồi, nhắc mới nhớ. Năm này là Grinch Phan học đối diện lớp mình nè. Gì? Không nhận ra hả? Tôi nè. Nhớ rồi. Tôi nè gì nữa? Hồi đó đó tôi học ngu quá đó, cái tôi qua tôi cua bà đâu có được. Ê, là nó ở lại lớp mình, nó còn trẻ hơn tao đó. Ủa tại sao cùng học chung lớp, cùng tuổi với nhau mà tôi và hai bạn trẻ dữ vậy? Thì nhờ cái này nè. Cái gì? Xịt khoáng thanh xuân. Xịt chỉ một lần. Trẻ đẹp rần rần. Thưa quý vị, vừa rồi là hai màn quảng cáo bá đạo. Một bên là bột giặt biến đen thành trắng, một bên là nước xịt khoáng biến già thành trẻ. Biến già thành trẻ. Bây giờ sẽ là lượt bình chọn đầu tiên dành cho đội bên đây. Xin mời. Ồ biến xảo lai hát lai đi nào Gred Phan. Wow, nhiều quá kìa. Đây, bột giặt. Xin mời. Thưa quý vị, các chị và các bạn, nó cũng ngang ngửa với nhau.